Đã hơn 10 năm tôi mới trở lại nơi này, với một cái tên khác và với một con người hoàn toàn đổi khác. Vẫn những gộp đá này, vẫn những tiếng sóng êm đềm, những xu nhẹ tâm hồn người xa xứ. Nhưng từ trong những điều tưởng chừng như quen thuộc ấy, tôi thấy như mình bị mất mát quá nhiều. Mất vợ, mất con, dù con tôi vẫn còn bên cạnh. Điều khiến tôi khiếp sợ nhất là tôi đã tự đánh mất chính bản thân mình lúc nào tôi không sợ. Có phải chăng đó là cái giá phải trả cho những đam mê mù quáng mà có một thời tôi tự hào vì nó? Khi hiểu ra thì tôi mới biết nó đã đưa tôi xuống tận cùng địa ngục từ bao giờ. Và cũng như con tôi thường nghe mơ hồ đâu đó vang vọng mãi lời ru, lời ru mênh mông như mặt biển, êm đềm như tiếng sóng, và bao dung như đất mẹ thiêng liêng. Sao răm mở lại sao răm ở lại chịu đời đắng chân hoang. Ôi người yêu về đâu? Bỏ bè cuốn thơ
Tôi về rồi đây nè. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái điệp khúc này hoài, thiệt là chán chết à. Anh mới về đó hả? Để em sửa soạn đồ cho anh tắm nghe. Gì? Để nguyên đôi giày này vô bồn tắm tắm luôn hả? Em quên. Cười. Anh đã thức khuya mà đêm nào cũng uống nhiều rượu như vậy, có hại cho sức khỏe lắm đó. Tôi làm việc cực khổ, đi giải trí vừa uống rượu với bạn bè cho khuây khỏa, mà em cũng khó chịu vậy sao? Em sợ cho sức khỏe của anh thôi mà. Em có khó chịu hồi nào đâu mà anh giận. Sao lúc này anh hay nổi giận với em quá? Bởi vì tôi cảm thấy ngột ngạt bởi không khí u ám ngôi nhà này nè. Mỗi lần bước chân về tới nhà là tôi có cảm giác như mình đang bước vào địa ngục vậy. Tại sao? Tôi cũng đang tự hỏi đây. Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có cái cảm giác đó. Chỉ biết rằng sau những giờ mệt nhọc ngoài cửa hàng thì tôi phải đối mặt với những thứ mà tôi không cần. Hay nói đúng hơn là tôi nhàm chán. Ngôi nhà này hay là mẹ con em? Không, thằng bé là con ruột của tôi. Vốn ràng buộc nhau trong tình quyết nhục, tôi vẫn một lòng một dạ yêu thương, không hề có sự đổi thay. Điều mà tôi muốn nói đây là cái cảm giác trong tình chồng vợ, không còn những hương vị thiết tha mà năm tháng đã phôi pha. Nếu như em có lỗi gì thì xin anh cứ nói ra, chứ thâm tâm em lúc nào cũng muốn cho anh được yên vui. Hơn 8 năm qua em luôn giữ tròn phận vợ, lo chăm sóc chồng và con, nào nghĩ đến bản thân em. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng không phải điều đó là tất cả để tạo nên một mái gia đình hạnh phúc. Sự tận tụy của em trong bổn phận một người vợ phụng sự cho chồng cũng không làm cho tôi vui được. Tốt nhất là từ nay em nên im lặng và làm theo những gì em muốn. Đừng nên thắc mắc hỏi han vô ích, vì đối với tôi bây giờ đó không phải là sự quan tâm, mà đó là sự quấy rầy. Sự quấy rầy, em hiểu chưa? Anh Cảnh, anh nỡ nói với vợ anh câu nói đó sao? Cái gì mà nỡ chứ không nỡ. Thẳng thắn với nhau như vậy không tốt hơn sao? Hay là em muốn tôi lừa dối em bằng những lời lẽ ngọt ngào âu yếm hả? Cả hai đều không phải như ý em mong muốn, mà em chỉ muốn giúp anh tìm lại cái cảm giác ban đầu chân thật nhất. Trong những tháng ngày hai đứa mới quen nhau, với một tình yêu tha thiết chân thành mà anh mang đến tặng em, cùng xây giấc mộng yên lành. Anh bảo rằng nơi đất lạ trời xa có một tình yêu sâu nặng thiết tha, làm anh không thấy lạc loài mà hạnh phúc ngập tràn trong tim. Đó chỉ là cái cảm giác ban đầu mà đâu phải ai cũng giữ được đến ngày sau. Thời gian là phương thuốc nhiễm màu giúp ta xóa mờ thương đau, nhưng thời gian cũng là điều khắc nghiệt làm phôi pha và thay đổi mọi điều, nhất là trong tình cảm con người giữa ghét giận và thương yêu. Vậy bây giờ anh muốn em phải làm gì đây? Không làm gì hết, cứ để cho mọi chuyện được tự nhiên. Quan trọng là từ nay trở đi
em nên để cho tôi được bình yên. Ta những lời ru con não nuột mà đêm nào tôi cũng phải nghe trong sự khó chịu. Thằng Khang đã 9 tuổi đầu rồi chứ không phải là con nít nữa đâu. Nhưng em là vợ của anh, em có quyền được biết chuyện gì xảy ra trong tâm hồn của chồng em chứ. Hạnh phúc là do cả hai chúng ta cùng tạo dựng mà. Tôi đã nói rồi, hãy để cho tôi được yên, hãy để cho tôi được yên, cô nghe rõ chưa? Chuyện gì phải đến rồi sẽ đến. Em lại chuẩn bị ra ngoài sao? Sao không biến mất luôn đi? Từ cửa hàng về đây mà gần 3 tiếng đồng hồ. Tưởng anh không tới nên em phải ra ngoài cho đỡ buồn chứ sao? Có lỗi không biết xin lỗi mà còn hỏi này hỏi nọ nữa. Anh ghé về nhà trước rồi mới tới đây phải không? Phải. Nhưng đừng có giận oan anh như vậy. Anh về gặp thằng Khang một chút rồi mới tới đây. Vì đêm nay anh sẽ ở lại đây mà. Thiệt hả? Với em mà anh dám nói láo sao? Tha cho anh đó. Nhưng chẳng lẽ mình cứ sống trong sự lén lút như vậy mãi sao anh? Chẳng lẽ một cô gái giàu sang và nhan sắc như em suốt đời phải sống bằng thứ hạnh phúc dài mượn của kẻ khác mãi sao? Anh, mình không có lối thoát nào sao hả anh? Mỹ Hà, anh rất hiểu cho nỗi khổ của em, nhưng xin em cũng nên thông cảm cho nỗi khổ của anh. Hoài Phương đối với anh không là gì cả, nhưng anh không thể xa con anh. Anh thương thằng Khang lắm em à. Vậy hả? Vậy chỉ còn một con đường duy nhất, chia tay. Mỹ Hà, đừng vậy mà em. Đó là cách tốt nhất, đó là lối thoát duy nhất cho cả ba chúng ta. Em không thể sống trong tình trạng này mãi được. Nếu không hạnh phúc thì Hoài Phương cũng chẳng vui gì. Anh không cần Hoài Phương mà anh chỉ cần con anh thôi em à. Chuyện ly hôn đối với anh không khó, nhưng khi ký giấy ly hôn cũng có nghĩa là anh phải chấp nhận thương đau vĩnh viễn mất con. Đối với anh chuyện đó hệ trọng vô cùng. Xin em hiểu cho mà đừng nên giận dỗi, và dành cho anh thêm một ít thời gian, rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi em à. Nhưng Hoài Phương cũng là mẹ của thằng Khang. Anh thương con thì nó cũng biết thương con. Vậy em hỏi anh còn chờ đợi điều gì? Khi em và con anh chỉ có một mà thôi. Em à, anh chỉ muốn để cho thằng Khang không lớn thêm một chút nữa. Để nó hiểu biết và nó khinh ghét cả em và anh hay sao? Em... Anh Cảnh, em không tị hiềm chuyện con chồng con vợ. Nếu anh giữ được thằng Khang thì em sẵn lòng xem nó như con và thương yêu nó bằng tình thương của một người mẹ. Nhưng làm sao anh có được nó khi Hoài Phương cũng là một người mẹ hết lòng thương con, đã không duyên nợ nó sẵn sàng ly hôn, nhưng sẽ không chấp nhận chuyện chia lìa với đứa con mà nó yêu quý nhất đời. Chuyện của chúng ta thôi hết rồi, hy vọng có lẽ em đành phải chấp nhận mà thôi. Anh sẽ cố tâm em đừng nên tuyệt vọng, vì cuộc đời này anh không thể thiếu em. Anh nói dối. Anh nói thật đó. Sau 10 năm sống chung với vợ con, gây dựng nên sự nghiệp, rồi vì yêu em mà anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Bao nhiêu đó chưa đủ chứng minh tình cảm của anh sao mà em còn nghi ngại chứ? Anh đừng tưởng là em không biết nghe. Trước khi cưới Hoài Phương, anh đã từng thề hẹn với một cô gái khác, rồi cũng vì Hoài Phương mà anh phụ bạc cô ta, để cô ta ôm mối hận lòng mà đi vào cõi chết, đúng không? Mỹ Hà, ai nói với em chuyện đó? Anh không cần biết, vì em không chấp nhất chuyện đã qua. Nhưng em sẽ không tha thứ cho anh nếu như chuyện đó lặp lại với em.
Dạ em cũng nhắc cho anh nhớ. Khi người đàn bà trả thù thì hậu quả anh sẽ không thể nào lường hết được. Em yên tâm đi, một cô gái đẹp và thông minh như em thì chỉ có em phụ bạc anh thôi, chứ làm sao anh phụ em cho được. Nếu lời nói của anh là sự thật thì tối nay em sẽ bày cho anh một cách để anh thoát khỏi bàn tay của Hoài Phương để về với em. Cách gì? Rồi tối nay anh sẽ biết. Trước mắt anh phải thay đổi thái độ, ân cần với vợ hơn, thậm chí phải nuông chiều theo Hoài Phương đủ thứ. Còn con anh? Dĩ nhiên là nó sẽ về ở với chúng ta. Nếu không thì em đâu tốn công mà nghĩ ra mưu kế cho anh chứ. Em nói thật à? Không thật thì hóa ra em lại gạt chính em sao? Em giỏi lắm, em đúng là một người phụ nữ thông minh mà. Chưa biết mưu kế ra sao đã dội khen. Cái mặt của anh, sớm muộn gì cũng chết về tay đàn bà cho anh coi. Nếu được chết trong vòng tay của em thì hạnh phúc canh biết chừng nào. Thôi đi, đừng có diễn kịch nữa ông tướng ơi. Bây giờ em đang đói bụng, anh ra ngoài mua gì về chúng ta cùng ăn đi. Vậy để anh chở em đi ăn ha. Không, em muốn có không gian của riêng mình và không ai nghe thấy mưu kế mà em sắp bàn với anh. Ngoan, ngoan đi cưng. Ok, tuân lệnh nữ hoàng. Giống như là ném đá vào cửa sắt vậy. Ủa, thằng nhỏ ngủ sớm vậy hay có bệnh đau gì không? Chẳng có ốm đau bệnh hoạn gì hết á, cũng không phải ngủ sớm, tại bà nói về trễ đó thôi. Em chờ cơm đến nguội lạnh hết rồi. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, mẹ con cứ ăn trước đi, hơi sức đâu mà chờ đợi. Ôi, bạn với bè mình bỏ thì tụi nó bảo làm lẽ, còn được lòng chúng nó lại phiền phức phía vợ con. Đám này tiệc nọ hết thôi nôi đến sinh nhật, vừa qua ma chay là đến cưới gả, chỉ tốn tiền là mất thời gian. Ngày mai cúng cơm ba mẹ em, anh khỏi phải lo nghĩ gì hết á. Em cùng Mỹ Hà ghé qua phố Tàu mua ít ví tiền vàng bạc sẵn qua chợ luôn, đốt hết vàng mã vậy cũng đủ rồi. Kìa em, anh nói là người ngoài, chứ còn trong nhà thì có khác. Ba mẹ của em cũng là ba mẹ của anh, lẽ nào anh đây không nhớ, không thể sơ sài mà phải lo chu đáo. Vô cửa hàng lúc này gặp cảnh khó khăn, tiền bạc khó kiếm hơn trước nhiều. Những chuyện cần cũng phải chi tiêu, anh đâu hẹp hòi với em. Suốt tháng quanh năm em chỉ lo nội trợ, quanh quẩn trong nhà làm được chi đâu. Học ba tiếng Anh thì học chẳng ra trò, ra đường không biết lái xe. Thế cho nên em quyết định bây giờ giảm bớt phiền hà. Ở xứ người không nói được tiếng người, không tạo ra được đồng tiền, cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng không phải vì lý do đó mà tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho em bị giới hạn. Thôi, em yên tâm đi, ngày mai em lo thu xếp việc nhà, chuyện ngoài chợ anh và Mỹ Hà chu toàn được. Ăn cơm đi, để lắm rồi đó. Em không sao nuốt được, và cũng không thể nào chịu nổi cái cảnh đi sớm về trễ của anh suốt mấy tháng qua. Từ sáng sớm đến tối mờ chẳng thấy mặt anh. Em như người ở người giữa nhà không hơn không kém à.
về đến nhà, anh vừa sâu vào giấc ngủ. Mặc cho em bơ vơ tâm trạng vợ tạm chồng hờ, có điều gì quẩn khúc trong cuộc sống của hai đứa? Anh nói thẳng đi, anh nói thẳng một lời đi. Sở dĩ anh luôn vắng nhà không có lý do nào khác hơn ngoài việc kiếm tiền. Anh cần có nhiều tiền, vì chúng ta ở giữa thành phố văn minh, thời gian tính bằng tiền bạc, và sự chi tiêu mọi thứ là sức ép buộc anh không thể ngồi yên. Lẽ nào em không biết điều đó chứ? Hy vọng đó là lý do chính đáng. Em ghen à? Không, em sợ con của chúng ta không có tương lai và hạnh phúc. Điều mà em lo nghĩ còn ít hơn những gì anh hành động qua thực tế. Anh có thể chứng minh. Hello, một gia đình hạnh phúc. Sự có mặt của tôi không làm cho hai người mất tự nhiên chứ? Mỹ Hà, không sao. Tôi biết thế nào Hà cũng đến đây. Nhà này buồn biết bao nhiêu khi thiếu tiếng nói của Hà. Sáng giờ đi đâu mất biệt à? Mình trông muốn chết luôn vậy đó. Sao, lại si mê với chàng nào phải không? Nhìn mặt tươi tắn tôi biết liền hả? Tươi nổi gì bộ ơi, tôi đi sang câu lạc bộ nhưng gặp phải toàn dân quậy. Bực mình tôi đến casino chơi ván bài xem thời đen đỏ. Biết đâu trong giây phút đổi đời, nhưng hỡi trời, trời cái ngày gì mà xấu. Chơi hai ván bài đi liền 10 vé, tức ghê, đành phải quay về. Ôi thiệt là một ngày tệ hại. Làm gì mà có vẻ hình sự vậy? Anh chồng của bạn tôi. À, không có chi, hai người cứ tự nhiên. Nè, muộn lắm rồi, Mỹ Hà còn tới đây làm gì? Tôi đi đòi nợ giúp cho một người bạn. Nợ nần gì ở chỗ khác, sao lại ghé vào đây? Sẵn tiện tôi ghé vào chơi. Nếu anh không thích thì tôi về đây. Không, gì gớm thế cô bạn. Hoài Phương à, có một thằng Sở Khanh đã ăn ở với người ta, chán nguyệt chê qua rồi định tìm cách giải làng. Nghĩ tới đây hả, máu trào xuôi nghẹn thở. Hắn chẳng đoái hoài đến cuộc sống của người ta. Nè, hắn là kẻ nào, bạn hãy nói ra. Con người bị phụ tình, cô ấy là ai mà lại khiến Hà đỏ mặt tía tai? Biết đâu người ta đang tìm cách chu toàn, chuyện chưa rõ ràng, em tức tưởi mà chi. Chuyện gì đâu không à, em cũng đem chứa căng vào bụng, có ngày nổ ra hả, lây đến vợ chồng tôi đó. Trời, nhưng mà tôi tức quá, tôi ức lắm, tôi... Thôi, về nghỉ sớm đi. Ngày mai tôi nhờ mấy thằng đầu trộm đuôi cướp ở gần cửa hàng tôi hỏi cho ra lẽ, rồi dàn xếp êm xuôi thôi. Vậy thôi, xin phép. Cảm ơn anh trước ha. Nè, Hoài Phương, cuối tháng bộ có rảnh không? Tôi định bay một chuyến sang Hawaii, tận hưởng một kỳ nghỉ mát, nơi được mệnh danh là thiên đường thế giới. Bờ cát dài soi bóng nước lung linh, gió nhẹ mơn man những chiếc du thuyền. Ôi bức tranh màu của thiên nhiên, đẹp tuyệt trần như chốn thần tiên. Mới nghe qua lòng anh rạo rực, như đang đắm mình vùng biển nước xanh trong. Hay là em thua xếp việc nhà, du cảnh một lần cho hồn thảnh thơi. Về chung chung nhau cắt xuống thâm tình, thăm lại quê mình em thấy vui hơn. Quê quá cô bạn ơi, tối ngày bồ chỉ biết làm bạn với ông Táo, nên có biết nơi ấy đẹp thế nào đâu. Nhiều người muốn đến một lần mà không đến được, trong khi mình... Thôi, tùy bồ vậy. Mỹ Hà nói đúng đó em à. Hai người đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi cũng rất ái mộ phong cảnh Hawaii, nhưng sở dĩ tôi khát khao trở lại quê nhà, vì nơi ấy có biển quê hương đưa tiễn tôi đi. Ký ức về tuổi thơ quá nhiều kỷ niệm, nơi bé thơ ba mẹ tôi đưa đến trường,
học y a từng tiếng vỡ lòng của cô giáo thứ tha trong tà áo trắng, kèm cặp tay tôi vẽ công công bản đồ đất nước. Những sáng sớm trưa chiều, tôi cùng lũ nhỏ nô đùa chơi trò cút bắt. Dù năm tháng đã đi qua một quãng thời gian dài thêm ra cho tuổi đời chồng chất, dù mất mù cách xa nữa dòng trái đất, tôi vẫn dòng về miền đất mẹ thân. Vì thế cho nên em mãi sầu tư ẩn giọt lệ lòng, đượm nét buồn duyên nhạc phai xung sắc. Sao cứ mãi âm thầm không nói rõ cùng tại sao anh không vượt hoài phương được thỏa ý vẹn lòng, về chốn xa xưa thăm lại quê nhà nơi cô hương kỷ niệm thân thương em đềm đông sẽ được toại lòng. Anh cho em về Việt Nam, về lại quê nhà hả? Em không tin sao? Có, nhưng lâu nay anh hay phản đối, và mới vừa rồi nè, anh còn nói em nên đi Hawaii kia mà. Đó là anh thử lòng em thôi. Anh thừa biết rằng em ôm ấp ý tưởng trở về quê, cho nên anh đã chuẩn bị xong cả rồi. Cả anh và con trai của chúng ta nữa hả? Không, chỉ anh và em thôi. Thằng Khang đang đi học, không bắt nó bỏ dở việc học hành được em à. Tiếc thật. Nếu mình đi mà bỏ con lại một mình, tội nghiệp cho nó. Nhưng mà nếu chần chừ anh ấy đổi ý, thì tiền đâu mình về lại quê hương. Hoài Phương à, bồ cứ yên tâm cùng ảnh về bên ấy. Thằng Khang hãy để cho tôi, có mấy hôm chứ đâu phải cả đời đâu mẹ nãi. Ôi Mỹ Hà, bồ thật là tuyệt vời đó. Anh cảnh khéo chiều vợ như vậy xem phải được không? Nè, nhờ bồ nói vô một tiếng mà đâu vào đó hết rồi. Cảm ơn nghe. Anh cảnh, anh tốt với em quá. Chưa đâu, còn hơn thế nữa. Giấy gì? Có thể cho em xem không? Chưa được đâu bà xã. Anh sẽ dành cho em một sự bất ngờ mà đã gọi bất ngờ thì không thể biết ngày khi nào bước lên máy bay. Ở giữa không trung anh sẽ cho em biết cảm giác bất ngờ. Cái anh này sao mà lắm điều bí mật, vợ mình mà làm như người xa lạ. Nếu tôi đóng vai trò Hoài Phương thì anh sẽ phải khai báo ra.
lại cho rằng mình tò mò quá đáng. Được trở lại quê hương, tôi mừng hơn tất cả. Còn việc kết đôi với tôi chỉ là thứ yêu mà thôi. Nè, ngày mai Mỹ Hà cùng đi chợ với mình được không? Được, rất vui nếu bạn thích. Còn bây giờ, xin trả lại hơi ấm cho hai người ha. Xin chào ông chồng tuyệt vời của bạn tôi. Bye. Cảm ơn cô. Để tôi đưa cô mấy bước, tiện thể tôi khóa cổng bên ngoài luôn. Quê mình bây giờ khác xưa nhiều quá. Từ phố xá cho đến những con đường, tất cả đều đẹp và lộng lẫy. Bờ biển này, hồi nhỏ em thường ra đây nô đùa lắm. Giờ cũng khác đi rất nhiều. Anh à, biển đẹp quá phải không anh? Em đẹp quá. Hình như anh đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Đi bên em mà hồn anh lạc hướng phương nào, hay đang gửi tận bên kia bờ đại dương xa tức? Có lẽ sóng biển ca hát bên tai, anh cũng đang chó ngợp trong trí nghĩ trước cảnh sắc của thành phố biển qua nhiều thay đổi. Cho nên anh à, anh cứ ngơ ngẩn ưu tư rồi ung dung rảo bước, làm cho em chợt nhớ đến loài hải sinh gian biển mà nhân gian ban tặng cho cái tên loài ốc mượn. Suốt tháng quanh năm khoáng cho riêng mình, anh toàn bộ áo giáp thu sang đến đông tàn, cũng không biết mình là ai. Anh tệ thế sao em? Đợi khi nước triều lớn bồng đâu bóng chàng hiện ra, từ trên bờ xa men theo dòng rào xa hắn dừng dừng đợi chờ thừa cơ tân. Dòng nước xanh mát lành, mặt người đời chung quanh. Không hiểu nguyên cớ chi, em với anh như là một loài hải sinh vô tri vô giác. Không lẽ chồng em lại sánh với loài ốc biển hay sao? Không hiểu sao em linh cảm có điều gì bất ổn. Mỗi lời em nói ra đều hàm chứa điều trắc ẩn lạ lùng. Có gì đâu mà bất ổn? Có. Có. Có gì nè? Làm gì anh cuống cuồng như vậy? Trước khi về khách sạn còn một việc em muốn hỏi anh. Em mong anh trả lời thật lòng. Có phải em định hỏi anh về tờ giấy ủy quyền bảo hiểm nhân thọ mà anh đã trao cho em trên chuyến bay về Việt Nam không? Phải. Em không hiểu tại vì sao anh lại hành động như vậy. Em bất đồng với anh về việc đi lại mà thôi. Có ai cam tâm chịu nổi cánh chồng hờ vợ tạm? Chứ em nào nói năng chi, anh lại quỷ nhiệm số tiền kia. Dù không yêu cầu ủy quyền tờ bảo hiểm nhân thọ cho em, nhưng anh thấy việc ngay nên làm đó là tỏ sự quan tâm.
cũng là hạnh phúc tương lai anh dành cho con cho vợ, nhằm để chứng minh anh yêu chỉ có mình em. Không may anh có bất đắc kỳ tử thì... Thì em vẫn yêu quý sinh mạng của anh hơn là số tiền to lớn ấy. Em chẳng bao giờ nghĩ đến việc giàu có. Điều em dám nghĩ là về lại chung quê xưa, cho vơi nhớ nhung hình ảnh quê nhà, nơi mà thuở ấu thơ có tiếng mẹ ru buồn, những buổi tan trường bạn bè kéo nhau ra đến tận hàng chương, cả trắng in dấu chân học trò, gió đưa những mảnh hồn mộng mơ bay xa tận chân trời. Cuộc đời quá nhiều mến thương, cho biết đến bao giờ tìm lại chuỗi ngày âu thơ. Ai không đi qua quãng đời thơ mộng, sống thời gian xô đầy dặm dùi, tận trong tiềm thức cuộc đời nên quên hẳn là hơn. Anh nói sao? Anh bảo em quên hết à? Quên những kỷ niệm ấu thơ, quên trường lớp, quên bờ cát dài từng in dấu chân, quên cả dư âm tiếng ru của mẹ thuở mới chào đời hả? Cô đừng lên giọng giải đời tôi. Tôi đâu phải đứa trẻ ngây ngô để cô giảng nghĩa cho tôi thế nào là quê hương nguồn cội. Cái xã hội mà cô đang sống rộng lớn bao la, còn tôi ví như hạt cát nhỏ nhoi giữa thế giới muôn. Chỉ muốn lo cho vợ con có mau vẹn toàn, để cô thảnh thơi an nhàn làm vợ, sống hạnh phúc bên chồng đầy vật chất xa hoa. Nào ngờ đâu giờ cô lại thốt ra những lời dạy dỗ chồng cô về tình quê hương xứ sở, khi miếng cơm cô ăn manh áo cô đang mặc là kết quả việc làm của tôi mà cô may mỉa nắng lời. Tôi vô cùng thất vọng về anh. Đó là lý lẽ của kẻ chỉ biết trước mắt. Anh đừng quên rằng mảnh đất cằn cỗi, những hạt cát mong manh này đã từng nâng đỡ bước chân anh thành người khôn lớn. Đất ôm tình quê hương, biển thiên thành trăm nguồn dinh dưỡng nuôi sống muôn loài. Đưa ta đi đất sẽ gọi ta về, khi đất đưa chân ta, ta sống như đời hải âu phiêu lãng, khi đất gọi ta về ta mới chính thật là ta. Đừng quá ham chuốc phiền bởi vật chất xa hoa mà quên tình của đất nhàn đời chung thủy, để mai sau khi vào cõi thiên thu đất mở rộng dòng tái ru giấc ngủ nồng nàn. Ôi thôi nhức đầu quá. Cô nói sao thì đất cũng chỉ là đất cát, không phải là gạo là tiền. Nó không nuôi sống được tôi. Nếu cô quá quý trọng thì hãy dốc một nắm mà làm vốn. Anh im đi. Phải, tôi là một kẻ chỉ biết sống bám vào anh, nhưng đâu phải vì vậy
mà anh cho phép mình phản bội lại tình chồng vợ chứ? Anh trở thành một kẻ hám tiền và nhan sắc mỹ nhân. Cô im đi. Cô dám miệt thị tôi đến thế à? Anh nghĩ rằng tôi không biết gì sao? Những lần đi sớm về trễ của anh, tôi vì thương con, vì sự êm ấm gia đình, ngay cả bạn của tôi anh cũng thả hình bắt bóng. Thì điều đó đâu phải vì cơm áo vợ con. Cô nói bậy. Tôi nói đúng. Sao? Ghen hả? Khốn nạn! Đồ điệu giả! Cái gì? Điệu giả hả? Rồi cô sẽ biết tay tôi. Ok. Khi chúng tôi nghe rõ đầu đuôi cớ sự mới có thể giúp được cô. Có phải cô là Dương Hoài Phương? Đến đây đã hơn một tuần cùng người đàn ông thuê phòng. Mấy hôm nay thường hay cái giặt, kẻ ở trong phòng còn người phía ngoài hành lang. Thường một kẻ đi thì người kia ở lại. Chúng tôi đây cũng thấy là lạ, nghĩ chuyện thường ngày nên chẳng mấy quan tâm. Dạ đúng rồi, chúng tôi là chồng vợ, một hạt với nhau, tôi nghĩ dàn xếp được. Có ngờ đâu xảy ra tai biến, hoàn cảnh này tôi biết liệu tính sao. Trong khi tôi chỉ có một mình, không cửa, không nhà, không một người thân. Sẽ ra sao, ơi hỡi ông trời, tai họa bất ngờ biết bài tỏ cùng ai. Tai họa cho cô hay chồng của cô chúng tôi chưa thể biết được. Khi nhà chức trách nhúng tay vào rồi mọi việc ắt được sáng tỏ thôi. Alo, anh Bảy à? Dạ, em đây. Khách sạn vừa xảy ra án mạng. Dạ, anh đến ngay sau vài phút à? Dạ, dạ. Anh em giữ nguyên hiện trường, chốt chặt các lối ra vào để truy tìm dấu vết. Riêng cô, từ giờ phút này không được rời khỏi nơi đây. Cô phải chuẩn bị trả lời trước cơ quan chức năng về vụ án mạng này. Nhưng tôi không biết gì hết. Vụ án giết người không phải là đơn giản, cô hiểu rồi chứ? Không, không, tôi không giết chồng. Tôi không giết chồng tôi. Tôi không giết chồng tôi. Tôi không giết chồng tôi. Tôi không giết chồng tôi mà. Thank you.
Xuống gia đình tôi rồi Mỹ Hà ơi. Anh Cảnh ơi, anh hiền lành thương vợ thương con, vậy mà ai nỡ. Mỹ Hà, Con tôi ra sao rồi? Hoài Phương yên tâm, tôi chăm sóc nó còn hơn là con ruột của tôi. Con của bạn là con của tôi mà. Ân tình của Mỹ Hà không biết đến bao giờ tôi mới đền đáp được. Ấy, Hoài Phương đừng làm thế. Chỗ bạn bè thân thiết với nhau, chăm sóc cho cháu, tôi đâu quản tốn hao hay khổ nhọc. Nhưng có điều. Điều gì? Nghĩa là Hoài Phương không thể. Tôi hết lòng thương cháu, nhưng chỗ bạn bè có gì khó khăn Mỹ Hà cứ thẳng thắn nói ra. Mỹ Hà biết rằng trong hoàn cảnh này tôi không thể. Chính vì lẽ đó nên tôi mới cắt tóc bay sang đây. Tôi sẽ tìm cách gửi cho Mỹ Hà ít tiền. Không, Hoài Phương đừng hiểu lầm ý tôi. Hoài Phương biết đó, tôi có nhiều khiếm khuyết. Hết sàn nhảy là qua ngay sòng bạc, lại rất ngại dính dắt đến công sở, giấy tờ. Cháu đang đi học, tôi như kẻ ngoài đường ra tay nghĩa hiệp nên khó lắm. Thôi thế này nha, dài dòng cũng phải đến hồi kết cuộc. Hoài Phương làm giấy chấp thuận cho tôi nuôi con và giao cho tôi cái quyền làm mẹ hả? Nghĩa là tôi mất hẳn đứa con. Tờ giấy ấy sẽ không còn tác dụng sau khi Hoài Phương được trả tự do. Tôi có thể giúp Hoài Phương nuôi con theo cách ấy. Còn tùy bạn định liệu, tôi còn phải về sớm để lo cho cháu. Tôi xin lỗi, tôi không làm phiền hai người chứ? Không, không đâu thưa ông. Thưa ông luật sư, sự có mặt của ông là phương thuốc quý giúp tôi thoát qua cơn hiểm nghèo này. Tôi rất vinh dự nhận được lời dạy bảo của ông. À, thì ra đây là luật sư. Chào ông. Xin giới thiệu với ông, bạn tôi Mỹ Hà cũng từ Mỹ sang. Hân hạnh được biết bà. Dạ, tôi có việc phải ra phố giây lát. Xin thành thật xin lỗi hai người. Hoài Phương, có mặt ông luật sư thật là may mắn cho bạn. Nhớ đừng quên chuyện tôi bàn với bạn nhé. Hả? Thưa ông, trước nghĩa cử nhiệt thành của ông, tôi không biết lấy gì đáp tạ ơn sâu. Tôi cũng không dám nói rằng sau khi được trả tự do, dù phải bán hết tài sản để phần nào bù đắp công lao to lớn của ông, tôi không tiếc chi. Tôi mong ông hãy hiểu cho tấm lòng của tôi. Cảm ơn bà đã có lòng, nhưng tôi sang đây theo lời người bạn ở hội luật gia, giúp đỡ nạn nhân không nhằm mục đích thu tiền,
Nhiệm vụ của tôi là tìm ra nguyên cớ có thể giúp bà thoát khỏi nạn tai. Tôi làm từ thiện và khỏi băn khoăn. Cho dù cách nào tôi vẫn phải chịu ơn ông. Đã mất bạc tiền lại còn tốn phí thời gian. Chỉ ngại rằng tôi không thể giúp bà. Niềm tin bà đặt trọn mà công việc thì chẳng vào đâu. Thưa ông luật sư, ông nói thế nghĩa là sao? Theo thông tin tôi vừa biết, kết quả khám nghiệm bước đầu bên khoa học hình sự đã chứng minh rằng mẫu máu thu được ở hiện trường cùng chung với nhóm máu trong hồ sơ lưu trữ của ông Trần Cảnh, chồng bà. Dấu vân tay lưu lại trên con dao hiện rõ từng đường nét chỉ tay của bà. Bà thừa biết công an họ làm việc không bao giờ theo cảm tính, và thành quả mà khoa học hình sự mang lại độ chính xác ngày nay đã được cả thế giới công nhận. Tôi thấy trong vụ án này cần phải mất nhiều thời gian. Thưa ông, như vậy khoa học buộc tôi mặc nhiên thừa nhận giết người. Dám xin hỏi ông, khoa học ở đâu ra? Nếu không phải từ con người mà đã là con người thì làm sao tránh khỏi nhầm lẫn? Ông, thưa bà, bà đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi không nói rằng cơ quan chức năng khẳng định bà phạm tội giết chồng. Tôi cũng vậy, phải đợi kết quả cuối cùng. Là luật sư, ông đủ khả năng phân tích cho họ thấy rằng nếu tôi làm việc đó phải có động cơ, nguyên cớ gì chứ. Chẳng lẽ tôi giết chồng để được quá chồng hay sao? Đó là mấu chốt của vụ án. Bản thân là luật sư, tôi rất ít tâm hồn lãng mạn. Nhận định sự việc không mượn trí tưởng tượng làm bằng. Tôi hiểu bà là người hiền lành, nên trong vụ án này khiến tôi không khỏi đau lòng. Vì sự vô đáng hoài nghi, vì sao người đã chết đi trong đêm thanh vắng cô phòng? Vậy xác thân lẫn khuất nơi nào mà sao chẳng ai nhìn thấy dạng hình? Tôi không hiểu nỗi sự tình, lẽ đâu người chết vô hồn lại âm thầm thân xác mà bay. Ý của ông rằng đây là có một ý đồ, người ta cố công an bài, sắp đặt lâu ngày, bây giờ mới ra tay. Thưa bà, tôi không thể nói nhiều hơn những gì tôi không có chứng cứ. Hơn nữa, người bị hại lại chính là chồng bà. Theo tôi, chỉ có cái xác mới biết đích thực hung thủ là ai. Rất tiếc, đến nay cái xác vẫn bặt vô âm tính. Nếu không tìm được của nợ ấy, cũng có nghĩa là bà chưa thể được tự do. Thưa ông luật sư, như vậy là tôi phải ở tù sao? Không chỉ là tạm giam, mà tạm giam thì không có hạn định. Trời ơi, như vậy là chồng tôi, chồng tôi chết thật rồi sao? Mong bà hiểu cho mọi chuyện. Điều cuối cùng tôi tiết lộ với bà cũng là động cơ mà lúc nãy bà muốn biết. Cán bộ điều tra từ hai phía đã có giả thiết rằng động cơ giết là nhằm để chiếm đoạt giá trị tờ giấy ủy quyền bảo hiểm nhân thọ lên đến 2 triệu đô la. Trời ơi, giấy ủy quyền nhân thọ gì? Tôi không biết. Tôi
tôi hoàn toàn không biết. Tôi không giết người, tôi không giết chồng, tôi không giết chồng. Bà Phương, bà... Không, nhất định đây là một sự nhầm lẫn. Vì chồng tôi không thể chữa bỏ lại vợ con. Trời ơi, thân tôi tù tội giam cầm, con đứa con thơ phải lưu lạc nỗi trôi. Bà Phương, xin bà hãy bình tĩnh. Trời cao ơi, sao nỡ bài chi tình phân ly, chúa chồng vợ chia lìa. Một mai cuộc đời tôi đã mất đi, thì trần gian còn có nghĩa lý gì? Anh cần ơi, sao đành bỏ rơi em? Bà Phương, trong cái chết của ông nhà có rất nhiều quẩn khúc. Tôi mong bà hãy cố bình tĩnh để tìm ra sự thật, vì bà còn có đứa con thơ đang đợi bà về. Trời ơi, chồng tôi, con tôi. Bà Phương, bà Phương. Hoài Phương, trời ơi, sao đời bạn khổ quá như vậy? Phải chi mình gánh được giùm bạn nỗi đau này, mình cũng sẵn lòng cam chịu. Anh cảnh chết thật rồi. Hà ơi, chồng tôi đã chết thật rồi. Chết rồi. Phương, Chết rồi. Phương ơi, tôi cũng đau lòng lắm. Hoài Phương ơi, xin bạn hãy hiểu cho tôi. Thằng Khang con bạn, mình đã gửi giấy tờ đồng ý giao con cho bạn rồi. Hà có nhận được chưa? Mình chưa nhận được. Nhưng Hoài Phương ơi, trong hoàn cảnh này mình thật là có lỗi với bạn. Xin bạn hãy tha thứ cho mình. Mỹ Hà, sao bạn lại nói vậy? Tôi mang ơn bạn không hết, và đã trọn niềm tin trao cho bạn quyền làm mẹ của con mình. Nhưng mình nghĩ chuyện đó giờ đây không quan trọng nữa. Bạn nói sao? Vì mình... mình vừa nhận được tin báo là thằng Khang nó đã chết trong một tai nạn giao thông rồi. Nhưng giấy báo tử mình đã nhận rồi.
Hoài Phương, tôi có lỗi với anh Cảnh và Phương nhiều quá. Tội cho bạn, chồng vừa chết, nỗi đau chưa nguôi, rồi lại tới con thơ dịch biệt. Không, tôi không tin. Tôi không tin. Cảnh ơi, Hoài Phương, Phương ơi, bình tĩnh lại Phương. Tôi hứa rồi, từ nay hứa mong đợi mong chờ con chim nhỏ cuối chân trời đã bay vào cõi hư không. Từ nay mẹ hứa đợi trông đến mỗi mòn càng sưng tàn hơi, lệ ứa chảy mỗi đêm buồn rơi những giọt sương khuya. Ôi sao trong từng nhịp thở như đang nghẹn lối tuần hoàn, phải chăng phần số đã tới rồi cho mình nhắm mắt theo con? Hoài Phương ơi, hãy tĩnh tâm đừng quá thất vọng, biết đâu là chuyện hiểu lầm. Mong sao có được một ngày mẹ con sẽ lại trùng quan. Không, không đâu, con tôi đã chết, chồng tôi đã chết, tôi chẳng còn thể sống làm gì nữa. Tôi phải ra đi. Xin gửi lại người bạn thân trọn tâm lòng, người thân tình thương mến chút nghĩa mặn nồng. Mong hiểu cho tâm chân tình trước giờ tôi sống rồi xa. Tìm mong con trong sương khói mây ngàn, trong anh trần, trong gió mịt mờ và trong nẻo quang sơn. Trọn đời khổ đau
người từng trải qua đau thương, nên tôi tự hào rằng mình không bao giờ rơi nước mắt. Nhưng nay đứng trước nghịch cảnh đời phương, làm sống lại trong tôi nguồn cảm xúc vốn đã cháy mòn. Vừa hận vừa thương nên cảm xúc chẳng vẹn tròn. Hận trời già chở che kẻ gian ác, thương người thất tha chịu lắm cành tay ương. Nếu pháp đình đặt giữa không trung, và ngốc hoàng cầm cán cân công lý, phương ơi, tôi sẽ thét to xuyên chính tầng không khí rằng đơn tôi cao sao chẳng công bằng. Con tôi kìa, nó đang gọi mẹ. Mẹ đây mẹ, con ơi, con đừng sợ, Phước ba con đang chờ đợi. Mẹ và con tỉnh đi Phương. Có con bướm vàng núi đầu cành mai, mẹ bắt cho con của mẹ. Sao bàn tay của mẹ mở con ra? Má, trời ơi, má! Quầy Phương ơi, ai cứu giúp chồng tôi, ai cứu giúp con tôi với. Họ đang dùng dậy trong dùng máu kinh hoàng. Chính mày, mày đã giết chồng tao, mày đã giết luôn đứa con tao vậy. Phương trả lại đi, trả lại đi, trả chồng con tao lại. Tao sẽ đền bù bằng sinh mạng của tao. Trả tao, trả chồng cho tao, trả con cho tao. Tao phải giết mày, tao phải giết mày. Trả chồng cho tao, trả con cho tao. Trả lại, mình nó, mình nó. Quay Phương, Phương. Quay Phương. Không. Bà đừng sợ. Là tôi là Thuận đây. Là ông mà. Vậy mà tôi tưởng ông làm tôi sợ quá. Bà sợ gì? Tôi sợ người ta đến bắt tôi đi. Bà tội gì mà sợ người ta bắt chứ? Tôi cũng không biết nữa. Sao khuya rồi bà không vô ngủ mà còn ngồi ở đây? Tôi đợi nó về. Nó nào? Nó là con tôi. Vậy bà có nhớ nó là trai hay gái không? Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Đã 10 năm rồi từ khi được tòa tuyên bố tha bổng, bà ngất xỉu giữa pháp đình. Rồi khi tỉnh lại, bà không còn nhớ được mấy.
mai. Tôi đã lo chạy thuốc chạy thầy cho đến hôm nay bà vẫn cứu hoài. Không nhớ chuyện làm sao tôi giúp bà tìm sự phân ngại xưa. Yêu đúng chuyện xưa như là cơn ác mộng thì tìm lại mà chỉ khơi sự đau lòng. Thà để chúa tôi chỉ lòng ba vẫn còn tình mẫu tử thiên liêng. Thôi phúc bà trong giấc ngủ thiền miên, sao bà lại cách ly mình khỏi cuộc sống. Sợ lắm ông ơi, tôi sợ người ta sẽ hận hả dài vô. Tôi thương con tôi cầu mong cho nó, nhưng nó ở nơi nào, trai gái sống còn tôi chẳng biết không. Hoài Phương ơi, đó là ý nguyện không lúc nào lòng bà vơi đi niềm khát khao cháy bồng. Dù tận chân trời xa thẳm chỉ cầu mong sao cho con vui sống yên bên. Gặp nạn tai hay quan cái tội tình, vẫn làm mẹ cha mình vui lòng nhận hết những bất trắc cuộc đời xin tặng cho ta. Vẫn mong con khờ hãy làm dòng nước chảy xuôi về biển cả, cho lòng mẹ cha chan hòa mừng xuân hợp. Đừng vô đa chăng sông trở dòng nước ngược, tung bọt sống vào sự bình yên cho sáu đồng tâm hồn. Trời thương cho kẻ thần tâm trí mỏi mòn như con gia chiến. Rồi đây nắng ban mai soi lối đi về nỗi một bờ chuối, cho nhớ thương bao ngày sớm được đoàn viên. Nhưng trời ơi, nỗi quá khiến chập chờn cứ lên vào giấc ngủ, chuyển quá thành cơn ác mộng kinh hồn. Tôi mơ thấy cổng đang rộn một phiên toàn, bên trái giọng vang lời quỷ viên công tố cáo buộc tội hình của một phạm nhân, phía dưới ngay hàng một đội vệ binh nghiêm sắc lặng nghe lời phán quyết. Vị thẩm phán buông lời trong tâm rằng tôi có hay không gây nên tội tài đình. Mười năm dài cũng chỉ một giây
giấc mơ, mà không vượt qua được nỗi đau làm tâm hồn tê dại. Còn tôi đâu thể thản nhiên nhìn hoài phương hoằng hoài trong sự dài dò của thế giới tâm linh. Giá như tôi biết được mình là ai? Bà không hiểu mình đang đau khổ vì cái gì thì làm sao bà hiểu được nỗi đau của tôi? Cũng gần 10 năm chẳng. Ông đau sao vậy? Để tôi lấy thuốc cho ông uống nghe. Bố bị té hả? Còn hơn là té nữa. Trời ơi, tôi chết rồi. Đau gì mà dữ vậy? Trúng gió phải không? Có dầu nè, để tôi thổi gió cho nghe. Vỡ áo lên. Vỡ áo lên. Không có trúng gió mà. Có mà. Trời ơi, mặt mày xanh mét rồi cả. Để tôi cạo gió cho. Vỡ áo lên. Thì cạo. Thiệt tình à. Nè, nhẹ nhẹ thôi nha. Ui da. Lại thua nữa phải không? Sao em nói là ghé qua thư viện đón con mà. Anh có biết là năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi không? Đưa với đó. Nhìn vô không khéo người ta nghĩ nó là bạn trai của em được rồi đó. Nhưng hôm nay nó không có lái xe đi. Thì anh ra mà đón nó. Lãi nhãi hoài. Mệt quá. Từ khi di dân qua Canada, tôi tưởng đâu là em đã bỏ được cái đám bạn bè cờ bạc lại bên đó rồi chứ. Ai dè, chưa được bao lâu em lại có bè bạn ở đây, rồi lại cờ bạc rượu chè đắng xin nhảy nhót tối ngày. Thật ra em có coi tôi là chồng của em không vậy? 10 năm trời tôi sống với em giống y như là thằng đầy tớ vậy, đi làm kiếm tiền và cúng phụng. Còn em mặc tình phung phí ăn chơi. Nếu không có tôi ra ngoài giáo thiệp thì anh có cái gì mà bảo là sự nghiệp? À, hay là anh tiếc hoài tình tấm mặn, tiếc người vợ nhu mì hiền thục nết na? Thế mở miệng ra là em gái gắt đủ điều, chuyện cũ bây giờ nhắc lại làm chi? Thằng Khang hôm nay nó đã lớn rồi, ăn nói giữ lời một chút có được không? Oh yeah, tôi là như vậy đó. Why not? Ai thích thì ở, còn không thích thì dọn đi chỗ khác, ok? Thưa ba con mới về. Thưa dì con mới về. À, Khang đó hả? Lúc nãy dì cũng định đến đón con nhưng mà... Nhưng mà dì mắc đánh bài nên dì không đón con được. Con về bằng gì vậy? Dạ, con quá gian xe của một người bạn đó ba. Ủa, bình bông của tôi đâu rồi? Sao lại đem cái hũ này lên đây? Bình bông của em ở trong góc kìa. Còn cái này... Là anh đem lên chứ gì? Khang à, dì nói thiệt với con nghe, ba con á đúng là càng ngày càng lắm cẩm. Ba cái đồ này để dưới tầng hầm là được rồi. Theo lẽ dì đem vô chùa để mới phải. Nhưng dì má con chết ngoài đường xá lạnh lẽo cho nên... Thôi đi, em đi ăn cơm rồi ngủ đi là hơn. Tôi nói vậy không phải sao? Nè, lên giọng với ai kia, chứ đừng hòng lên giọng với con này. Muốn không? Tôi làm tới luôn cho bỏ ghét. Rồi bà đi đâu đó? Casino. Mỹ Hà. Mỹ Hà. Con mang lên đây đó hả? Dạ. Khang, ba muốn nói chuyện với con. Dạ. Mấy lúc gần đây ba thấy con rất lạ. Khang à, con có chuyện gì buồn phải không con? Chuyện buồn của con á thì có đã từ lâu lắm, nhưng có lẽ đến bây giờ ba mới thấy đó thôi. Con trách ba, con không dám. Nhưng từ 6 chuyến đi 10 năm trước, mẹ con đã vĩnh viễn ra.
không trở lại quê nhà. Rồi dì Mỹ Hà dẫn dắt con theo qua bên này đoàn tụ cùng ba. Mười năm lặng lẽ trôi dài, con sống trong niềm đau riêng. Ba lo cho con đâu thiếu thứ gì, chỉ mong đền bù cho sự cô đơn. Sao con giữ kín trong lòng, không tỏ bài cùng ba. Sau khi ba cùng Mỹ Hà thành chồng vợ, thì con càng xa vắng ưu hoài. Hay con muốn ba trọn đời phải ở vậy tôn thờ mẹ của con? Không, ba ơi, con đã lớn khôn để hiểu được đâu là đúng sai. Dù ở trong con không hề có sự hoài nghi hay đố kỵ, nhưng nếu mẹ ra đi để cho con muôn vàng thương nhớ, thì càng xót xa hơn khi nhìn ba trong cuộc sống đương thời. Có thật sự hay không là hạnh phúc gọi mời? Ba sống bên gì, vì tình hay vì nghĩa, mà sự hiển diện của con chỉ làm xáo động mọi thứ chung quanh. Từng đêm về con nhớ mẹ biết bao nhiêu, dù không ghi ảnh nhưng lòng con còn in bóng. Thà ba để cho con một mình riêng sống, còn hơn để người ta cứ phiền dân lo buồn. Khang à, vì Hà con tánh tình kỳ khôi như vậy, chứ thật lòng bà cũng rất thương con. Con đừng nghĩ vậy mà không nên đâu Khang à. Vì thương ba, con không muốn nói, nhưng vì đối xử với di vật của mẹ con như vậy, con đau lòng lắm. Đã nhiều lần rồi ba. Con ơi, ở đời có khi sự việc xảy ra không như mình mong muốn, hoặc giả được như ý rồi thì lại sai sức lương tâm. Phải chi hồi đó ba cả nghĩ cùng suy, không đưa mẹ con về thẳm quê hương chuyên đó, thì có lẽ giờ đây con không đau lòng nhớ mẹ, và ba cũng đâu phải đau khổ âm thầm. Xin ba đừng dằn vặt vì con, vì con đã chọn cho mình một quyết định. Ngày mai con sẽ trở về bên đây cùng với Di hài yêu quý của mẹ con. Sao? Con định trở về Mỹ à? Không, con về Việt Nam. Về Việt Nam? Không, con không thể về đó. Vé máy bay con đã có, chiều nay con sẽ ra thị trường. Xin ba hãy tha lỗi cho con. Khang, Khang. Ủa, đi đâu hết rồi kìa? Ba ơi, ba. Hey, con gái lớn rồi, đi học về vô nhà thay đồ lo cơm nước, đứng ở ngoài sân kêu réo, định gọi ba xách roi ra rước phải không? Dạ, không phải, rước bằng roi đau lắm ba. Giỡn mặt với ba đó hả? Dạ đâu có, tại con vui đó. Chuyện gì mà vui? Hôm nay con có ba tin vui, toàn duyên ở trường ở lớp, quá vui mừng làm con hưng phấn. Một là trên đã chọn trường của con làm trường tiêu điểm trong ngành,
Kế tiếp là lớp học của con nè. Hiệu trưởng nhà trường hết sức người khen. Vì thế cho nên con mừng vui ra mặt, ba như chính mình cũng được vui chung. Còn chuyện thứ ba là chuyện vui gì đâu, con kể hết cho ba nghe coi. Ba nói thử xem có đúng không nào. Vừa nhận học bổng có đúng hay không? Hay quá à. Ba ơi, ba thông minh quá à. Sao ba đoán biết vậy? Ba luôn theo dõi kết quả học tập của con. Hơn nữa, chẳng phải mấy hôm trước con đã dự đoán cho ba nghe rồi đó sao? Ba chúc mừng con đó. Ủa, rồi dì Phương con đâu? Con định hỏi ba, cái ba hỏi lại con. Con đâu có biết đâu mà trả lời. Ba nói đi chợ xong tạt qua trường đón con như mọi hôm. Vậy mà đến giờ này. À, mà nè, từ ngày mai con tự đi tự về nha. Lớn rồi, bạn bè cười chết á. Con đâu có muốn vậy đâu. Ba nè, ba biết không, vì tình nguyện dành phần đưa đón chứ bộ. Chứ như hôm nay nè, con cũng về được vậy. À, thì ra hôm nay có người đưa đón phải không? Dạ, không phải vậy đâu ba. Tại con sợ ba cứ để cho dì đi lạc mất á. Con nhỏ này, tưởng chuyện gì. Thôi, vô lo nấu cơm trước đi. Bà về làm thức ăn cho kịp, còn lên chùa nữa đó. Dạ. Ý quên nữa. Ba ơi, ba đừng có nói gì hết nha. Để con bảo dì đãi cha con mình một chầu, thưởng công của con chứ. Ừ, biết rồi. Y như là con nít hả? Bà ngồi xuống đây nghỉ một chút đi. Sao rồi? Thấy đỡ chút nào chưa? Tôi khỏe rồi. Ông đừng lo quá. Sư thầy nói tôi không có sao mà. Chắc tại mấy đêm liền bà mất ngủ, cho nên mới như vậy đó. Sao hôm nay ông không đi làm mà đi với tôi vậy? Còn con quà đâu? Hôm nay lễ, tôi không có đi làm. Con quà nó vô trường với bạn nó. Chắc nó tới đây bây giờ. Mười năm rồi. Tuần nào tôi cũng lên chùa này chăm cứu, rồi làm công quả. Không phải ông thì cũng con quà nó đưa tôi đi. Tôi làm khổ hai cha con ông quá. Kìa, sao hôm nay bà nói cái gì lạ vậy? Đã từ lâu rồi, hai cha con tôi đã xem bà như là ruột thịt. Nhờ có bà mà cửa nhà bớt quạnh hiu. Ông nói vậy chứ, tuy tôi không bình tĩnh như người ta, thần trí thì lúc mê lúc tỉnh, nhưng tôi cũng biết là ngày dài dần trôi qua, bao nghĩa ân đằng lòng tôi đã mang. Tình thân nói sao cho nên thốt lời ân tình như không. Đời này cũng vì chữ nhân mà thôi.
chờ phút bình tâm, cho thốt lời từ nơi đáy lòng, dời khổ sầu ngày qua chất chồng. Nước mắt bao đêm rơi đầm đìa, sâu dáng xa xăm mịt mờ ký ức. Biết đâu gia đình cũng buồn đau thương, cố biết thương tôi như là cần. Hoài Phương ơi, suốt mười năm qua tôi muốn làm dòng nước trong xanh tươi mát cho cây khô khơi màu xanh lá. Nhưng tại sao em cứ chìm sâu trong mộng áo cho bỡ ngỡ lời yêu chưa kịp thốt. Mà nếu sự thật phơi bày em còn đau khổ vạn lần hơn, nên tôi đã phải âm thầm cấm lặng bấy lâu nay, mặc cho người ta với những mưu đồ xảo quyệt. Chờ một ngày mai em bình tâm tĩnh trí mới cùng với tôi chỉ tội bọn gian ta. Mười năm qua trong bao lần nể tình, tôi cũng đón nhận được ân tình trân trọng của anh trai. Trong khoảng cách ngôn từ hàng ngày mình đã xưng hô, tôi thoáng nhận thấy sự ấm mến triều. Tôi cũng không nguôi, nó càng ngăn tôi tìm nguồn hạnh phúc. Chỉ cầu mong trời cao thương xót cho tôi hồi tình thân thầm mà nhớ lại chuyện xưa. Không hiểu sao tự nhiên hôm nay tôi lại nói với Hoài Phương chuyện lòng tôi như vậy nữa. Chắc tôi cũng đã đến hồi lẫm cẩm rồi. Ông đừng nói như vậy mà. Hoài Phương, cái tên này đối với tôi sao mà nó cũng mơ hồ, hư hư thực thực. Ông nói đó là tên thật của tôi à? Đúng, bà là Dương Hoài Phương, là vợ của ông Trần Cảnh, người đã mất tích 10 năm qua để bà mang bản án giết chồng. Còn đứa con của bà thì... Trời ơi!
Tôi sợ lắm. Chuyện đâu mà ghê sợ đến như vậy? Thôi, tôi không muốn nghe đâu. Tôi Bà có sao không? Thôi, tôi không nhắc nữa đâu. Xin lỗi bà. Ba, dì Phương sao vậy ba? Tại ba nhắc lại chuyện vụ án ngày xưa làm cho dì Phương con sợ. Ba này, đã biết dì Phương như vậy mà ba còn nhắc chuyện đó nữa. Cứ mỗi lần mà ba khơi lại chuyện đó, dì cũng đâu có cảm nhận mà còn ngơ ngẩn hơn thêm. Nhà sư đã dặn phải để dì thông thả tâm tư, rồi một ngày kia nếu có được cơ trời, dì mới hồi tâm mà nhớ lại chuyện đời. Chỉ vì ba nóng lòng khơi lại chuyện đau lòng nên dì mới hoàn kinh. Thôi từ nay ba không còn nhắc chuyện, để cho dì con thanh thản là hơn. Thôi, ba để cho dì ở lại đây làm công quả với con, rồi ba về trước đi. Ba muốn đưa dì con qua bác sĩ Tùng chuyên khoa thần kinh khám lại. Để ba vào nói chuyện với sư thầy, coi tình trạng sức khỏe của dì thế nào, rồi đưa dì đi luôn. Vậy để con đi với dì vào trong kia chờ ba nha. Đi dì Phương. Dì Phương, dì nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Nãy giờ dì cứ đứng lau cái hũ cốt đó hoài vậy. Con coi nè, tội nghiệp quá à. Hũ hài cốt này không có hình, cũng không có tên họ, chắc là vô danh. Sao dì hay xúc động trước những hũ cốt vô danh quá vậy dì? Dì nghĩ nếu như dì không may mắn được ba con đùm bọc, biết đâu dì cũng sẽ thành một kẻ vô danh. Đêm chết đi không hình không ảnh, không người thân, một mình cô lẻ. Trơ trọi lạnh lùng như kẻ nằm đây. Vắng lặng khói hương, thật là thê lương, vì thấy tội vô cùng. Không biết trên đời này gì có ai thân thiết, mười năm dài không ai tìm kiếm hỏi han. Vì còn có ba con, và đối với con vì chẳng khác mẹ chăm sóc lo toan nào ngại ưu phiền. Với gia đình con vì như người thân thuộc, xin gì chớ bận lòng mà thương cảm. Rồi đây dì sẽ tìm ra nguồn cội và niềm vui lại sẽ quay về. Cho cha con chồng vợ lại chung về.
mong ngày đó, nhưng dì lại có linh cảm là ngày đó không bao giờ trọn vẹn. Thôi dì đừng có buồn nữa, ba con tới rồi kìa, dì đi với ba con nha. Còn con thì sao? Con chưa về à? Con còn hẹn với bạn. Vậy ba về trước nha. Mình đi bà. Qua. Ủa, ai vừa mới nói chuyện với em ở đây vậy? Là ba em và dì. Để anh chạy theo chào bác một tiếng nha. Thôi, khỏi đi anh. Em chưa có muốn giới thiệu anh với ba em bây giờ đâu. Anh à. Anh nói là mẹ anh cũng gửi ở chùa này. Là người nào vậy anh? Đây nè em. Ủa, ai đốt nhang cho mẹ anh vậy kìa? Dì Phương đó. Thì ra đây là hũ cốt của mẹ anh hả? Anh không hiểu sao nhà anh lại không có tấm ảnh nào của mẹ, nhưng anh nhớ như in hình ảnh của mẹ vào ở trong đầu á. Với thử bây giờ có mẹ anh hiện ra, anh sẽ nhìn ra liền. Ý, có mấy cái chỗ này nè. Anh nói chuyện ghê quá à. Thôi thôi, mình ra ngoài kia đi anh. Cũng được, đi em. Tiễn anh đi, không biết bao giờ mới đón anh về. Thì thu xếp xong mọi việc, chọn ngày gần nhất anh về thăm em. Anh về đưa ba của anh qua gặp ba em mà. Ai ra đi đều nói như vậy. Mấy nhỏ bạn em á cũng tiễn đưa rồi ngóng dài cả cổ. Người đi như bóng chim tăm cá mịt mờ. Mấy khi mà nhớ người ở lại đâu mà mỏi mòn chờ đợi. Người ta thì có khác, không có giống như anh. Anh đã quen rồi những câu hờn dỗi nè, trách móc của em nữa. Lâu mà không nghe lại anh buồn chết mất á. Chứ không phải định bóp cổ cho người ta chết ngợp luôn hả? Thôi anh xin lỗi mà. Nè, ở bên này có buồn nhớ ra góc me tây á, chỗ hai đứa thường đứng hóng mát á. Nhìn tên anh khắc vào thân cây là em đỡ buồn đỡ nhớ hả? Thôi đi, để em mau chóng thành cội cây già. Còn anh ở bên ấy vui với mấy cô gái trẻ hả? Em nói trước à nghe, em không có đảm bảo được em đâu á. Liệu về nhanh hay muộn là tùy à. Ơi, thì khổ ghê. Hiểu rồi mà. Nói mãi à, anh đi chỉ có 2 tuần lễ à. Vậy đó, lỡ mai mốt mà có chuyện gì hả? Đừng có hỏi tại sao mà em không có nói trước. Ai xui chi một lần gặp gỡ, để lúc chia tay thêm lưu luyến bùi ngùi. Anh đi rồi, còn lại một mình em. Nơi hò hẹn vắng vẻ, thảm cỏ xanh cũng buồn héo úa. Kẻ ra đi đâu có hiểu hết nỗi lòng người ở lại. Phút chia tay ngắn ngủi làm em chợt nhớ tâm sự cô gái chèo đò đưa khách qua sông, mà không khỏi chạnh lòng say sức. Sông nước ngăn đôi bờ, cô gái bên đây chờ, chờ khách đò bên sông. Đi qua dòng nhớ mong, bên trăng xưa cô đời mà người đi mấy kia.
mịn mờ. Cho kẻ mong chờ từng đêm khắc khoải nhớ nhung, vẫn dương kỷ niệm những ngày mộng mơ đã qua. Giọt buồn chia xa một lần gặp gỡ cho cô gái hồn nhiên ngày nào cười vui bên trang sách. Nay biết ưu tư sớm sớm đồng mi cả đời khó gỡ tơ dương. Em sẽ trọn đời ghi nhớ tên anh, hòa vào niềm tin thành ước mơ lẻ sông. Mong ngày tháng trôi mau đò yêu quay về bến mộng, em sẽ bù đắp cho anh nguồn thương nhớ ngọt ngào. Để chờ nhau nghĩ thiên nhân chờ nốt nhạc như trăng thu lòng chờ bóng nhạn giao mây, đêm về gom hết tình anh lại gói lẻ tên mình cho tròn mộng nhớ thương. Nói gì nói đại đi. Sắp đến giờ chia tay rồi, cho anh hôn cái đi. Trời ơi trời, cái anh này người ta cười chết á. Đang ở trong chùa chứ bộ. Đi. Đi thì đi. Đặc biệt với loài hải sinh này à? Cái vỏ ốc đó đẹp quá, sao ba ném nó đi uổng quá vậy? Đẹp cũng chỉ là cái vỏ. 10 năm qua bãi biển này cũng không có gì thay đổi, vẫn còn những con ốc mượn hồn. Ba đứng đây mà mẹ con thì đã đi xa quá. Mẹ không xa mình lắm đâu ba. Con có linh cảm lúc nào mẹ cũng ở chung quanh chúng ta, trong tình thương, trong nỗi nhớ và trong cả sự ăn năn. Ba nói sao? Không, ba muốn nói là nếu đừng có chuyến đi định mệnh đó thì mọi cái bây giờ tốt đẹp hơn nhiều. Bây giờ ba không cảm thấy hạnh phúc sao ba? Ba hiểu là ba yêu mẹ con nhiều lắm, đến bây giờ mới hiểu. Muộn mẹ sẽ cảm nhận được điều đó. Cũng như cho dù 10 năm xa cách, con vẫn mơ hồ thấy mẹ sẽ về đây. Rồi một ngày thâm tình xa cách sẽ trùng quan như là cổ tích. Giờ con nhớ mẹ thiết tha.
chuyện cả lắm phong ba. Nhưng rồi người ta vẫn cưỡi lên từng con sóng bạc đầu, vẫn thản nhiên thăm dò lòng biên. Và sâu thẳm tâm hồn không có gì để soi rọi màn đêm. Dưới ánh bình minh biển cả mênh mang như câu tận tâm hồn, như muốn lột trần bao mưu tính tội tình. Nên trốn vào gió kia loài hải sinh suốt đời gục mặt, nguy tạo cho mình bằng nét đẹp thiên nhiên. Rồi bỗng một hôm chợt nhận ra mình vô cùng hèn hạ, thì hỡi sông triều dân xóa tan đi lớp vỏ bọc sao cùng. Ba ơi về lại nơi đây, nhìn biển bao la chan hòa như lòng mẹ. Biển sẽ bao dung những mảnh đời lầm lạc như vòng tay người mẹ nhân. Tình mẹ muốn nghe đời sưởi ấm trái tim con. Phút cuối cuộc đời mẹ đứng trước biển mênh mông, như gửi vào trong nước những ân tình dịu ngọt. Mười năm sau những ngày nhung nhớ hình ảnh mẹ yêu càng in đậm. Lòng đau thấy gió bởi trời quá trớ trêu, nỗi lòng này ai hay. Ba đã yêu thương trọn ân tình với mẹ con cho đến giây sao cùng, thì đâu có gì ba phải ăn năn. Con ơi, có những lỗi lầm mà mình tưởng như không đáng, khi người ta còn trên cõi thế an vui, nhưng nó sẽ trở thành nỗi dai rất không vui khi họ đã trở nên người. Mặt trời lòng lòng chiếu vào trong ngõ hẹp hang sâu, màn đêm vẫn bao trùm. Mẹ con đã trở thành bất diệt giữa chúng ta, bài chết đi cho sự sống còn mãi mãi.
còn hơn loài hải sinh kia tồn tại, mà thể xác tâm hồn đã rời xa đau thương. Hai cha con đã sắp thành văn sĩ, đứng trước biển chiều mà tức cảnh làm thơ, hay là định viết một thiên tình sử đó. Bà ra đây làm gì? Biển chiều gió không lớn lắm, tôi không bị lạnh đâu mà ông lo. À Khang nè. Dạ. Hồi nãy có bạn con gọi điện. Ê, chết, dì để quên số điện thoại trên phòng rồi. Dạ, vậy để con chạy về lấy. Con cảm ơn dì. Ba với dì về sau nha. Đi đâu? Thằng nhỏ đâu hiểu gì mà ông bóng gió xa gần với nó. Còn tôi biết rành kẻ tóc chân tơ nè. Sao không ở lại đây mà đàm đạo? Bà muốn gì nữa đây? Tôi muốn nhìn cảnh ông đứng trước biển mà sám hối tội lỗi của ông. Bà không có tội à? Không, tôi không có tội gì hết. Tôi thỏa mãn khi thấy ông căm thù tôi. Người ta có thể sống chung với nhau khi họ căm thù và khinh bỉ nhau. Nhưng với bà, thú thật, không có lời nào diễn tả hết được cảm xúc của tôi đối với bà bây giờ. Tởm lợm. Ông im đi. Nhìn lại mình xem rồi hãy căm thù người khác. Trong khi tôi là thứ rác rưởi thì ông đâu khác gì một dũng sình hôi thối. Dòi bỏ tranh nhau chen chúc để sanh tồn, thảm sắc mê tiền, ông tình nghĩa gì đâu, ích kỷ nhỏ nhen, hèn nhát lóc lừa. Bà cứ mỉa khinh với những ngôn từ đồi bại, tai tôi nghe mà không giận chút nào, vì miệng lưỡi kia đâu thể thốt ra ngọc ngà, mà chỉ toàn là cốc nhái tanh hôi. Tôi và ông bây giờ là chồng vợ, mạt sát nhau chỉ để thiên hạ chê cười. Tôi đâu có thiết tha cái tổ ấm bây giờ, nhưng tôi chưa hả lòng nên chưa thả ông ra. Phải, bà coi tôi khác nào con thú, con cừu non lạc bước giữa xoáy rừng, thì tha hồ hành hạ đùa vui, hãm hại người ta bà cũng sướng vui gì. Tôi sống đây với cả trời ân hận, còn bà chôn túi xanh trong hờn quán hận thù. Bà tưởng tôi đau, nhưng bà khổ gấp trăm lần, bởi chính cái lòng ích kỷ xấu xa. Rồi mai đây thằng Khang nó hiểu được sự thật là đâu thì bà mới hả dạ. Chừng đó thì người cha đạo đức rớt mặt đã ấy về hỏi nó hận ai hơn. Nó sẽ khổ đau dằn vặt trọn đời, đó là kết quả cuối cùng tôi chờ đón bấy lâu. Bà không hổ danh là thu đổi lốt người, thủ đoạn đê hèn. Đừng chửi chứ anh yêu. Ngày xưa Hoài Phương đã bảo ông là một con ốc mượn hồn. Điều đó chưa đúng, vì bà ta chưa thấy được hết cái xấu xa bần tiện trong con người của ông. Đứng đó đi mà ăn năn sám hối, rồi cũng lại chui đầu vào cái rõ của tôi thôi. Đồ hèn. Trời ơi, tôi còn phải gánh chịu hậu quả này đến bao giờ nữa chứ? Anh ơi, mày là thằng khốn nạn. Nhanh tay đi ba, dì lên mà thấy chưa xong hả? Dì cào nhào cho coi. Đâu đã vào đó hết rồi. Nè, bà đãi cha con mình món gì vậy? Còn trong vòng bí mật, khi nào ngồi vào bàn bà sẽ biết. Ăn mà cũng bí mật. Ủa, sao không nghe con mời bạn bè gì hết vậy? Đơn giản mà ba. Dạ lại tụi nó bận việc hết rồi, con chỉ mời có một người thôi à. Khách nào mà quan trọng vậy? Dạ khách. Sao mà ấp a ấp úng vậy? Dạ ba. Ba không có được nghĩ khác về con nha.
bạn trai, nhưng chỉ là bạn học thôi á. Sao bà lại nghĩ khác? Ờ, thì là bạn học. Sao lại ngượng ngập thế hả con? Có phải cậu mà mấy lần về nhờ xe đó không? Dạ. Hèn chi. Tên gì vậy? Ba má còn sống hay đã mất? Nhà cửa ở đâu? Nói. Dạ. Dạ anh tên là Khang. Con quen trong lần trao đổi sinh ngữ ở Hội Việt Mỹ á. Ảnh mới về bên ấy rồi mới trải qua đó ba. Sao không cho ba biết trước? Dạ thưa ba, con đã nói với chị Phương hay. Nhưng riêng ba, con chưa dám vội vàng. Vì con nghĩ không biết anh Khang có đến được hay là không, nên chưa vội thư trình cho ba rõ sự việc mời khách đến nhà. Còn có nhà ý thật lòng mời người ta sao lại không chắc ăn. Mới nghe qua ba cùng hơi lạ. Sự thể ra sao, có thể cho ba hay không? Dạ bởi vì anh ấy nói với con, những ngày này anh ấy bận việc riêng, cứ đi đi lại lại bàn cho xong công chuyện, nên lời mời của con ảnh không dám hứa vội, đến không chưa biết được. Con thiệt là tiệc mời có một người khách mà lại không chắc người ta có đi hay là không. Ba đừng có ghẹo con nữa mà. Con nói đây là tiệc gia đình chứ bộ. Có đủ mặt ba và dì Phương là con vui rồi. Còn ai kia có cũng được, mà không có thì con... Thì con buồn chứ gì. Ba, ba kỳ quá à. Để con chạy ra mua cuộn phim, chút nữa chụp hình kỷ niệm ha ba ha. Đi rồi về lẹ nghe con. Dạ. Ủa, xong hết rồi còn đi đâu nữa đó? Quà, quà à. Nó đi mua phim và chụp hình làm kỷ niệm. Thôi thôi, tôi không có chụp hình đâu. Tôi ghét chụp hình lắm. Có gì đâu. 10 năm nay bà sống ở đây với cha con tôi, không có chụp chung tấm hình nào hết á. Sẵn ngày vui của con, bà không tiện từ chối một lần thôi, cho tụi nhỏ nó vui. Buông chi bữa tiệc hôm nay có thêm người bạn của con qua cùng giữ vui vẻ như vậy, bà chớ ngại ngùng. Thì tôi cứ ở đằng sau lo bếp nút là xong. Kia đâu anh chàng nọ đến chơi rồi nếm tiện xin ngài gặp mặt cho cha mẹ tới nhà tính chuyện cao trầu. Con nhỏ thiệt là chuyện như vậy mà nó không cho tôi biết trước chứ. Nè, mà nó nói với bà lâu chưa? Sao bà không nói cho tôi hay? Có nhớ đâu mà nói. Sẵn ông nói thì tôi mới nhớ đó chứ. Tôi quên nữa chứ. Mà ở dưới bếp nút gì xong hết chưa để tôi phụ? Thôi thôi, thôi khỏi đi, xong rồi mà. Để tôi vô châm thêm bình trà nóng, lỡ có người lớn tới nhà mời người ta phải phép hơn là ba cái nước ngọt hen. Phải à, bà chu đáo quá. Có gì kêu tôi phụ nghe. Được rồi. Dạ, chào chú. Cậu đây là... Dạ, cháu là Khang, bạn của Hòa. Thì ra là cháu. Hòa ra ngoài có chút việc, có lẽ nó sắp về. Nè, cháu cứ tự nhiên. Dạ, cảm ơn chú. Cháu có mang ít quà. Dạ, phiền chú nhận giúp cho ạ. Có mặt là em nó mừng rồi. Bài đặt quà cáp làm chi. Chú có nghe Hòa nói qua về cháu? Không biết thì thôi, đã là bạn bè với nhau rồi thì cháu cứ xem như người ở trong nhà vậy, đừng có e dè gì hết. Con nhỏ đi sao mà lâu quá vậy? Dạ không sao đâu chú à. Có thể Hòa ghé ngang qua Hội Việt Mỹ đón cháu, trong khi cháu và ba cháu từ nhà qua đây, cho nên trống đánh xuôi còn kèn thì thổi ngược đó chú. Có phải cháu vừa mới nói đi cùng với ba cháu? Dạ, ba cháu đang đợi ở ngoài xe.
kìa. Sao lại thế? Mời anh ấy vào đây. Dạ thôi, hẹn với chú khi khác. Vì hiện giờ ba của cháu rất bận nhiều việc phải cần làm. Cháu tiện nhờ xe ba cháu qua đây ghé vào thăm và gửi chút ít quà. Riêng cháu đây cũng đang rất bận, có mặt cho quà vui cũng phải đi liền. Dạ cháu rất mong chú cảm phiền và nhắn lại với quà xin cô ấy cảm thông. Alo, dạ, ba hả? Ba vội à? Dạ, một tí thôi, con sẽ ra liền. Nếu anh ấy bận công việc nhiều, cháu hãy chiều, lần khác đến không sao. Dạ, rất tiếc, công việc đang diễn tiến, mà cháu thì lại không thể vắng mặt lần này. Dạ, xin phép chú cho cháu được cứu từ, xong việc ở bên ngoài, cháu sẽ trở lại ngay. Như vậy cũng quý lắm rồi. Thôi, cháu tranh thủ kẻo anh ấy đợi. Dạ, thưa chú cháu đi. Ừ. Con tôi. Phương. Con. Phương. Đó là bạn của cháu Hòa. Không. Không. Đó là con của tôi. Con của tôi. Buông tôi ra. Phương à. Buông ra. Buông ra. Phương à, hãy bình tĩnh lại Phương à. Phương. Khang. Con tôi. Con tôi. Khang. Khang ơi. Khang. Ba, tại sao lại có sự trùng hợp lạ kỳ vậy ba? Nếu không có liên quan, lẽ nào dì Phương lại như vậy? Mọi chuyện bây giờ phải chờ dì con tỉnh lại rồi mới biết được. À, con có tấm hình nào của bạn con đó không? Dạ có. Có một tấm tụi con chụp chung ở sân bay lúc tiễn anh ấy về bên đó, rồi mời ba ảnh sang bàn chuyện của tụi con. Con lấy cho ba mượn tấm hình đó, nhanh đi. Dạ. Phương à. Phương. Tỉnh lại đi Phương. Ông. Phương. Ông Thuận. Luật sư Thuận. Bà đã nhớ tôi là luật sư à? Nhớ chứ. Tôi nhớ rồi. Thằng Khang. Thằng Khang. Con tôi đâu? Phương. Sao? Tôi gặp nó. Nó chưa chết mà. Tôi biết là nó còn sống. Nó còn sống mà. Đúng. Nó cũng tên Khang, nhưng là bạn của con Hòa. Bà có nhìn lầm người không? Đây nè ba, hình tụi con nè ba. Đúng rồi. Đúng là thằng Khang con của tôi rồi. Tuy là bây giờ nó lớn hơn trước rất nhiều, nhưng mà hình ảnh thế nào quên. Ôi đứa con thơ tôi thương nhớ bao ngày, giờ gặp nhau rồi sao mẹ con chẳng gần nhau. Dì ơi, dì bình tĩnh lại đi dì. Hoài Phương ơi, nếu sự thật là đây thì từ nay
thật này sẽ được bài phân. Rồi đây Phương sẽ tìm lại đời mình khi đã qua rồi cơn bão đêm qua. Trời ơi, suốt bao năm qua tôi ngủ quên trong nỗi đớn đau của sự điêu ngoa và lòng người giả trơ. Khát khao tình mẫu tử thiêng liêng mà người ta nhẫn tâm chia cách từ giờ tình cơn mê mạch suối lại dâng trào. Tôi danh chiếc chồng ông đã chứng minh tôi là người vô tội. Ân nghĩa này tôi mang nặng đến ngàn năm. Lúc tâm hồn tôi nửa tỉnh nửa mê, tôi còn được ông mở rộng lòng nhân cứu mang đùm bọc. Nhưng còn con tôi trong biển đời chìm nổi, giờ nó sống ra sao bên những kẻ lọc lừa. Trời ơi, dì đã tỉnh lại rồi, dì đã nhớ tất cả rồi, may quá à. Nhưng mà còn anh Khang, dì nói anh ấy là con ruột của dì, nhưng anh Khang ở Canada mà dì. Bà nhớ rồi, sau khi tòa tuyên bố dì Phương vô tội, bà vội tìm cách liên lạc với người thân bên Mỹ, thì được báo là họ đã đi di dân và không rõ tin tức cho tới ngày hôm nay. Nhưng anh Khang nói là mẹ anh đã chết mà. Trời ơi, đây là một âm mưu xảo trá mà người bày ra dưới tâm địa hẹp hòi. Họ muốn tôi chết đi trong tù tội trọn đời. Tôi nhớ ra rồi, giấy ủy quyền bảo hiểm nhân thọ, căn cứ giao cung. Trời ơi, Mỹ Hà ơi, Trần Cảnh ơi, âm mưu của các người thật là bị ổi. Họ muốn cách chia tình mẹ con ruột thịt nên mới bày ra một cái chết quan tình. Đúng rồi, hôm đó bà mẹ của anh Khang ở sân bay, con có nghe nói tên ông ta là Trần Cảnh. Và Mỹ Hà là tên người đàn bà ấy. Khi họ có những lời không tốt đẹp về nhau. Như vậy thì đúng là họ rồi. Đúng là thằng Khang con của tôi rồi. Cảm ơn trời Phật, con của tôi còn sống. Khang ơi, mẹ mừng quá Khang ơi. Điều cần thiết bây giờ là làm sao cho cháu Khang biết được là mẹ cậu ấy còn sống. Con sẽ hẹn ra cho dì và anh ấy gặp nhau. Dì anh Khang nói không bao giờ anh quên được hình bóng mẹ. Con đi gọi điện thoại cho anh liền nhé. Lại trời, lại trời cho con nhìn lại được con thân. Anh Thuận, tôi mang ơn anh nhiều quá. Bây giờ điều cần nhất là phanh phui sự thật, còn mọi chuyện thì tính sao. Hoài Phương à, anh Thuận. Hòa, em đến lâu chưa? Sao lại hẹn anh ra chỗ này? Qua điện thoại
Anh cảm nhận như là em đang giận dữ lắm. Có điều gì hệ trọng? À, hay là anh đến nhà rồi vội đi liền làm cho em buồn phải không? Tại sao anh không thích đến nơi đây? Không, anh thích chứ. Vì nơi đây có hương hồn của mẹ anh, làm cho anh nhớ mẹ hiền hơn. Nhưng anh nghĩ lại không có hợp cho chúng ta đâu. Anh mà cũng biết nhớ thương về mẹ à? Thì anh chẳng đưa em đến đây khấn vái mẹ rồi sao? Thắp nhang nghiêng mình kính cẩn trước một hộp sành, rồi tự cho mình có lòng hiếu đệ với mẹ mình sao? Wow, em nói gì lạ vậy? Bỗng nhiên em khó hiểu lạ lùng à. Em không còn là em nữa rồi. Em xúc xỉm đến di vật thiêng liêng mà anh hằng tôn kính. Em đã làm tổn thương đến anh. Em về đi. Anh tưởng tôi cần đến anh lắm sao? Anh có biến khỏi thế gian này cũng chẳng hề hấn gì đến tôi. Có điều sao đứng trước mặt anh, tôi không nỡ cho anh một bạt tai đánh thức. Vì anh đang ngủ một giấc ngủ dài. Suốt 10 năm qua được bao bọc quanh tháng qua nhung chăm, thì có biết gì đâu nơi trần gian có một người khổ đau bất hạnh, đang chịu khôn cùng tội nhục sống kiếp cô đơn. Hoàng, em nói gì anh không có hiểu gì hết á. Người có công sanh dưỡng mà anh còn quá đối hờ hững vô tâm, trở mặt lạnh lùng làm kẻ bất nghĩa bất nhân. Đừng nói chi anh đoái hoài đến kẻ là người dân. Nhưng có một điều quái quâm, kẻ thù ở cạnh bên anh ngọt ngào xưng hô bằng mẹ. Thật đáng rủ nguyền cho kẻ hoa đổi ngu si, tham mê bạc tiền dục vọng ban sẻ lương tâm. Em nói chuyện ai mà anh không hiểu được, ai khổ vì ai và ai là kẻ thù. Anh như người từ trên trời vừa rớt xuống trần gian. Hòa, em sao vậy? Em đã trở thành người khác mất rồi. Phải, em đã trở thành người khác từ khi gặp được người đàn bà bất hạnh. Người như dại như điên, nửa tỉnh nửa say, thật thiểu cô đơn trong nỗi nhớ thương con suốt bao năm dài cô quanh. Giờ sắp tận mặt nhau anh nỡ đang tâm trở khước vô tình. Anh sống bằng vai mượn tâm linh chứ nào phải riêng mình. Xác thân anh chỉ là bình phong người ta khéo dựng, còn tâm trí hiện giờ cũng bị thôi miên. Anh đang tỉnh nhưng tỉnh trong điên, mà người điên thường đâu biết mình đang điên dài. Thế cho nên nắm châu quan trở thành sản vật rất thiêng liêng, rồi sùng bái dân hương kính cần tôn thờ. Trời ơi, quan hồn ma thiên quỷ dữ nào ở cõi âm ti địa ngục xui khiến em thốt ra những lời dại dột đó. Nó đã trở thành trở lực làm rạn nứt tình cảm của đôi ta. Một người điên trong câu chuyện cổ tích hoang đường. Cổ tích xảy ra trong hiện tại và người điên chỉ nói thật lòng. Tôi không tin, tôi không tin. Không tin? Vì nếu anh tin lời tôi là sự thật, thì mộng thừa hưởng phú quý sang giàu sẽ tan như khói mây. Anh Khang, để thỏa mãn nhu cầu khát vọng đam mê, người ta bất cần đạo nghĩa nhân tâm. Xe hơi
nhà lầu mà có được hôm nay đâu phải do khối óc bàn tay mà chính là trò ảo thuật của mưu đồ xảo quyệt. Rồi đưa anh đến phương trời xa thẳm để các nhân vĩnh viễn một thâm tình. Cô lượm lặp những lời này ở đâu rồi đẩy tôi vào thế bất nhân? Cô không hiểu cho do ngẫu nhiên trùng hợp. Vì thương nên tôi không muốn thấy anh làm mất nhân tính, làm kẻ mù mờ cho thiên hạ cười chê. Tôi không quen hành động bất nhã với các cô gái, càng không muốn thấy mình nóng nảy mà phạm phải sai lầm. Lần cuối tôi cấm cô không được xúc phạm tới vong linh của mẹ tôi, và tình tôi với cô từ nay chấm hết. Đứng lại! Tôi chứng minh lời tôi là đúng. Cô định làm gì? Đập nát hộp sành, mang cho lại di vật thiêng liêng trong ấy. Cô! Gió đưa cây cài về trời, sao sâm ở lại chiều lời đắng cay. Lời ru này mẹ, 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 mẹ con tôi. 10 năm trời, Khang ơi, 10 năm trời mẹ chỉ mong được giây phút này thôi. Mẹ, sao ba nói với con là mẹ lâm nạn qua đời trong lần về thăm quê rồi mà sao bây giờ mẹ... Mẹ chết rồi. Nhưng vì quá thương con nên mẹ gắng gượng đến ngày này để gặp mặt con nè. Mẹ, mẹ ơi, con như người về từ cõi chết, sự thể ra sao? Xin mẹ dạy cho con nghe một lời. Nãy giờ đứng trong kia mẹ nghe cả rồi. Chuyện cổ tích xảy ra trong hiện tại, và người điên chỉ nói thật lòng. Trời ơi, con đang quỳ dưới gối mẹ đây mà ngỡ như lạc vào giấc trầm hôn. 10 năm u mê tâm tôi, mẹ hãy nguyện rủa con đi cho vơi phần tội lỗi vì đã dâng hương tế sống một thâm tình. Con sám hối bao nhiêu cũng không rửa hết tội tài đình. Con như giọt nước trong ai biến con trở thành nắng mây u tối, kết tổ tạo thành một trận mưa giông. Con bỗng thành kẻ bất nghĩa vô nhân, mẹ kính yêu ơi cho con xin ngàn lời tha thứ tội, cho con được trở về trong vòng tay của mẹ như thuở bé nằm nôi nghe tiếng mẹ ru hời. Không có tội gì đâu, gặp được con mẹ mãn nguyện rồi, dù phải chết cũng không buồn ân hận. Anh thấy chưa, lòng người như khúc sông sâu, ai biết trước mà dò trong lóng được. Mẹ ơi, mẹ đã gọi con về bằng cái tên quen thuộc mà thuở sơ sinh con nhận lãnh lần đầu. Từ hôm nay mẹ đừng bỏ con đi,
đừng để con bơ vơ những chiều hoàng hôn ngủ sớm. Con sợ giọt đàn bầu ai vô tình rã rít đêm thu, sợ tiếng gió chỉ vô bẻ lá vàng khô giữa khuya rơi xào xạc. Bầy dơi đen chạnh lòng ngơ ngác, ẩn hiện chập chờn như những bóng ma đêm. Nhớ thương chen lẫn hại hùng, tìm đâu bóng mẹ mịt mùng trong sương. Con đành chôn dấu nhớ thương vào trong giá viết cho lệ tuôn sông đầy. Tội nghiệp cho con tôi, mẹ có lỗi nhiều với con mà. Khang ơi, từ nay mẹ không bỏ con mà đi nữa đâu. Mẹ, mẹ. Di sản của anh đây, anh có cần dùng ít nhang không? Đừng, em. Thật là bí ối mà. Hay đang ân hận tột cùng khi về nơi cảnh cũ đường xưa. Để cho tôi yên, bất đắc dĩ tôi mới thực thi theo sáng kiến lạ lẫm của cô. Giờ nghĩ lại thấy vô cùng độc ác. Định đổ lỗi cho tôi, chồn chân mỏi gối rồi sao? Hồi tâm hối lỗi rồi hả? Cô im đi, đừng vừa hanh hách cái miệng. Tôi e chuyện này sớm muộn gì cũng đủ bể ra thôi. Thằng nhỏ của anh khôn ngoan đáo để, không làm cách đó có lừa được nó không? Ôi, có gì đâu mà sợ. 10 năm yên ắng rồi còn gì. Ừ, êm ả để chờ ngày vào tù đó. Gì? Đồ thỏ. Ở đời sao có hạng đàn ông, đã mê nhan sắc lại ham bạc tiền. Lòng tham không đáy như ông, chưa chi tính chuyện không xong rút cổ rùa. Thôi đi, bà chưa có làm trời, khi một mình thì giả bộ ra hoài. Bà tốt lắm, sao ra tay giựt chồng. Tôi mềm yếu nên nghe ông dụ dỗ. Chứ không phải mã tầm mã, ngư tầm ngư sao? Vậy thì giữa tôi với ông, hai ta sòng phẳng phân chia gia tài. Bà cần gì cứ lấy hết, tôi chẳng còn thiết thứ gì. Làm sao bớt phần tội lỗi, đừng sa vào chốn tội tù, làm tôi thấy nhẹ người lắm rồi. Gì? Ăn năn hả? Sợ thì để tôi có cách ứng phó cuối cùng. Có ai đó đã nói mọi thứ đều có thể mua được, điều quan trọng là mình có trả đúng giá hay không. Với cách nghĩ ấy, trong trường hợp này thì ai đó cũng mua được nhiều bán ít, mua lời bán lỗ mà thôi. Có lẽ vận dụng cách nghĩ trên cùng với miệng lưỡi của cô nên đã mua được chồng con của người khác. Trong cuộc chiến đấu sinh tồn giữa sự sống và chết chóc, giữa cao sang và thấp hèn để giành giật thắng lợi, người ta bất chấp mọi thủ đoạn. Điều quan trọng là đích cuối cùng, phần thắng thuộc về ai. Ông có tiếc thì đi tìm bà ta đi, dù sao cũng đã trở về đây. Bà thật đáng ghê sợ và kinh tởm. Phải, tôi đáng kinh sợ và ghê tởm vì tôi đã xem ông như một quân cờ dùng để chiếu biết trong thế trận cuộc đời. Và tôi đã chiến thắng. Thật là khốn nạn, cút khỏi đây mau. Gì mà xúc động dữ vậy ông Cảnh? Tôi biết giờ đây ông căm thù tôi, nhưng con tim thì kỳ bí lắm. Biết người ấy đáng ghét,
mà cứ gõ đều đặn nhịp điệu yêu đương. Đây là lần thứ mấy ông đuổi tôi rồi? Ông lên cơn tức giận đuổi tôi ban ngày, nhưng lại gian lơn cầu khẩn tôi vào ban đêm. Trơ trẽn, ra khỏi phòng tôi. Ông khỏi cần đuổi. Đi. Khi tôi vào phòng, ắt hẳn biết lối ra. Nhưng khi ông chui vào người tôi rồi, thì vô phương cứu chữa. Đồ con, tôi sẽ tố cáo bà và cả ông nữa chứ. Nhưng tôi tội gì? Pháp luật tòa án nào cũng cần có căn cơ chứng lý. Ông có gì? Có miếng giấy lộn nào chứng minh tôi có tội không? Tôi vô can, ngoại phạm và vô tội. Tôi... Bà là con thú đội lốt người. Phải. Và tôi thật đáng được khen, vì tôi là con thú che giấu lớp lông nhầy nhụa dơ bẩn muốn hướng tới làm người. Đừng từ con người tụt xuống làm con thú nhơ nhớp, thối tha bẩn thỉu như ông. Trần Khánh ơi, sao mày ra nông nỗi này chứ? Xong thủ tục, chúng mình về thôi em à. Không, hơn lúc nào hết, em rất cần ở lại đây, vì em còn có việc riêng quan trọng chưa giải quyết được. Anh không thể chờ đợi được nữa. Anh không thể. Anh có thể ra đi một mình không cần đến em, nếu anh thấy điều gì đó là cần thiết. Bây giờ cô muốn gì nữa đây? Muốn đòi lại sự công bằng. Hoài Phương. Hoài Phương. Phải, tôi đây. Ông bà ngạc nhiên lắm sao khi thấy tôi còn nguyên vẹn? Tìm đến nơi đây để giặt rõ mặt ông. Tận đất Mỹ xa xôi, ông ký giao tôi ủy quyền bảo hiểm nhân thọ, nhằm củng cố lòng tin của tôi vào hết nơi ông. Về đến Việt Nam, ông bày ra trò án mạng thảm thương. Sắp đặt xong rồi, tìm cách chù mê. Ông đẩy tôi vào tù cho Mỹ Hà giả vờ lãnh phần làm mẹ, cầm tờ quyến nhiệm của tôi lãnh được 2 triệu đô la. Hoài Phương ơi, anh đã biết mình gây ra quá nhiều tội lỗi, dù phải chết vạn lần cũng không chuộc được lỗi lầm anh đã gây ra. Xin em hãy rộng lòng mở lượng thứ tha, tình tẩm mặn buổi ban đầu hai đứa. Đường tội lỗi anh đã cùng chấn lỡ bước, vì quá đam mê men nồng tình ái nên đã phiêu lưu trên thân xác một con người. Con ở đâu giây phút ngao du đã giết chết cuộc đời, dẫu biết rằng anh không còn xứng đáng nói với em lời tạ lỗi ăn năn. Ôi nhan sắc mỹ miều quyển rũ gối chăn, cùng tiền bạc xô đẩy anh vào u mê tâm tôi. Khi tính cơn mê thốt nên lời sám hối, thì hỡi ơi đã quá muộn màng.
nào mà không có lời giải, không có sự dối trá nào có thể che giấu được sự thật. Một tình bạn không đúng nghĩa, một tình yêu chẳng chân thành, tội lỗi này ắt hẳn của riêng tôi. Sao lại thế? Phải nói là chúng ta chứ. Lòng tốt của cô bạn gái năm xưa cùng khi phát của gã đàn ông cường tráng năm nào đã trốn đi đâu, lòng kiêu hãnh tự hào. Thân phụ thiên liêng từ nãy đổ vỡ, chấm dứt trong lòng sự quý trọng tình yêu. Một người đàn bà bị ổi xấu xa cùng với người cha bất nhân đoàn nghĩa. Trước mặt bây giờ là hai bóng mà sẽ ám ảnh hồn tôi suốt cả cuộc đời. Hãy nguyện rủa nữa đi, tất cả các người hãy cùng nhau lên tiếng. Hãy dùng những lời lẽ ghê hồn kính tởm sâu xa để cho lương tâm tôi nhẹ đi phần tối lôi. Dù cho năm có dài, tháng có rộng bao nhiêu, cũng không làm cho tôi quên đi niềm đau khổ. Không có nước sông nào rửa sạch tội lỗi của ông. Riêng tôi nợ đã chức, nghĩa cũng đoạn lòng. Hậu quả ai tạo ra thì cam nhận lãnh. Riêng thằng Khang, tôi sẽ đưa nó về chốn cũ, dung đất thâm tình tạo dựng tương lai, để con tôi như lá rơi về cội, sống giữa tình thương cao đẹp chốn quê nhà. Tôi sẽ dựng vợ gả chồng, sau này chúng nó vui vầy bên con ngoan cháu quý. Và tôi chắc rằng trong mỗi cuộc đời, chúng không bao giờ có dòng máu như ông. Trần Cảnh, ông nói gì đi chứ? Vợ của ông còn sống đó, và con của ông nữa kìa. Đã đến lúc con hải sinh phải chui đầu ra khỏi vỏ ốc rồi đó. Mặt trời rực rỡ lắm, ánh nắng chói chang lắm. Hãy can đảm lên mà ngắm nó một lần đi. Hãy tận hưởng nó rồi chứ. Cái chết êm ái. Phải, đây quả là một cái chết êm ái. Khi đứng trước thực tại mà lâu nay tôi không hề dám nghĩ tới, dù chỉ ở trong mơ. Vợ tôi có nguyền rủa tôi, nhưng tôi mừng vì vợ tôi còn sống. Con tôi có khinh ghét tôi, nhưng tôi vui vì nó đã gặp lại người mẹ mà nó hằng thương nhớ trong mong. Còn cô vui vì lẽ gì? Cô phải vì được đền tội trong cô đơn, vì không có một người thân nào xót thương hay khinh ghét cô phải không? Hả? Đáng tội cho tôi với cô lắm. Ông trời cũng công bằng khi sắp đặt cho tôi với cô chung sống cùng nhau. Hai con rắn độc khác nhau nhiều chứ ông. Trong khi ông là một kẻ đam mê dục vọng tiền tài, đánh mất lương tri dối con hại vợ, còn
Tôi làm tất cả mọi chuyện chỉ với một lý do duy nhất là trả thù. Cô trả thù tôi? Phải. Thù gì? Cho ai? Cho Mỹ Hằng, cô gái đã vì ông mà tuyệt mệnh. Mỹ Hằng? Mỹ Hằng là... là em gái của tôi. Là em tôi. Một đứa em ngu dại đến tội nghiệp. Lúc ở quê nhà, nó đã trao trọn cho ông niềm tin và lẽ sống. Ông đã bám víu vào em gái tôi để được xuất cảnh khi biết nó sắp đi đoàn tụ gia đình. Rồi khi ông gặp gỡ Hoài Phương trên đất Mỹ, trước cái nhan sắc trang đài và một cơ ngơi vững chắc, ông đã ruồng bỏ em tôi một cách phũ phàng và độc ác. Đến nỗi nó phải quyên sinh vì khổ đau và tuyệt vọng. Cái ngày tôi từ Canada về Mỹ gặp em tôi cũng là ngày mà người ta đưa nó ra ngoài nghĩa trang lạnh lẽo. Ông biết không, tôi đã đến thành phố buồn cùng những giọt nước mắt đọng thành băng. Hoài Phương, tôi đã làm liên lụy mẹ con chị. Giờ đây tôi không có gì để nói, cũng không có gì ân hận. Cuộc sống luôn công bằng. Tôi đã và đang sẵn sàng trả giá cho hành động của mình. Cháu Khang, dì xin cháu, cháu hãy tha thứ cho dì. Xin đừng mau quên nhé.